Theo báo Lao động, bản tin dự báo bão của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và khí quyển Philippines, gọi tắt là Pagasa cho biết, vào hồi 10 giờ ngày 5 tháng 11, vị trí tâm bão Mase, tên địa phương của Philippines, ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc, 127,1 độ Kinh Đông, cách Ba l Aurora, 590 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão 120 km h giật giờ tới 150 km h áp suất trung tâm 970 HPA gió bão lan rộng 580 km tính từ tâm bão. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30 km h Nhiều khu vực ở Philippines được đặt trong cảnh báo tín hiệu gió bão nhiệt đới số 1 Batanes, Cagayan, Isabela, Ilocos, Norte, Apayao, Abra, vân vân. Những khu vực này dự kiến có gió mạnh từ 39 tới 61 km h trong ít nhất 36 giờ hoặc có mưa gián đoạn trong vòng 36 giờ. Về tình hình biển trong vòng 24 giờ tới, biển động dữ dội với sóng lên đến 6 mét ở bờ biển của quần đảo Batanes và Babujan, bờ biển phía đông của đất liền Cagayan. Biển động mạnh đến rất mạnh với sóng lên đến 5,5 mét ở bờ biển Isabella, sóng 5 mét ở bờ biển phía bắc của Ilocos Norte và đất liền Cagayan, sóng 4,5 mét ở bờ biển phía tây của Ilocos Norte. Bão Mace dự kiến sẽ đi vào chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc vào hôm nay cho đến sáng mai, ngày 6 tháng 11, trước khi giảm tốc và chuyển hướng về phía Tây qua biển Philippines ở phía đông của cực Bắc Lưu Theo đường đi dự báo, bão Mace có thể đổ bộ vào vùng lân cận quần đảo Babuyan hoặc qua phần phía bắc của đất liền Cagayan vào tối thứ Năm, ngày 7 tháng 11 hoặc sáng sớm thứ Sáu, ngày 8 tháng 11 do không chắc chắn về sức mạnh của vùng áp cao phía bắc bão Marseille, đường đi dự báo vẫn có thể thay đổi và đưa điểm đầu bộ đến khu vực đất liền Cagayan-Isabella. Bão Marseille có thể ra khỏi khu vực dự báo của Philippines (PAR) vào tối thứ sáu ngày 8 tháng 11 hoặc sáng sớm ngày thứ bảy ngày 9 tháng 11, đi vào biển đông và trở thành cơn bão số 7 trên biển đông trong năm nay bão ma dự kiến sẽ tiếp tục mạnh lên và có thể đạt cường độ cực đại trước khi có thể đổ bộ vào quần đảo Babuyan hoặc Cagayan, mang theo gió mạnh, mưa lớn và biển động mạnh ở Bắc Lưu Dông. Báo Tiền Phong đưa tin cơn bão Jin được dự báo sẽ có đường đi chen vào chính giữa đường đi của hai cơn bão trước đó là bão Chami và bão Công Đây. Và cường độ của bão Jin cũng nằm ở khoảng giữa cường độ của hai cơn bão này. Như vậy, sau bão Chami và siêu bão Congdei, giờ thì đến bão Jinsing, đe dọa sẽ ảnh hưởng đến phía bắc Philippines. Cơ quan khí tượng Philippines, gọi tắt là Pagasa, thúc giục người dân ở phía bắc nước này là những nơi đã bị ảnh hưởng bởi bão Chami, ở Philippines gọi là bão Christine, và siêu bão Công đây ở Philippines gọi là bão ông lại chuẩn bị ứng phó với thiên tai vì bão Jinsing. Ở Philippines gọi là bão Mace, có thể lại nhằm vào đây. Bão Chami, mà nước ta gọi là cơn bão số 6, và bão công tây đã gây thiệt hại nặng nề cho Philippines trong nửa sau của tháng 10, khiến ít nhất 150 người thiệt mạng, theo trang Finsta. Giờ thì bão Yen Sinh đang ở phía đông Philippines. Lúc chiều ngày 4 tháng 11, cơn bão này có sức gió 100 km h cấp 10, gây sóng cao nhất tới 8,2 m, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp CTVKC của Mỹ. Có một điều tình cờ khá lạ về đường đi của bão Yen Sinh. Đường đi của bão Yen Sinh chen vào chính giữa đường đi của Chami và Công Đầy. Nhà ký tượng học Veronica Torres của Pagasa nói vào ngày 4 tháng 11 nên người dân ở những nơi đã bị ảnh hưởng bởi hai cơn bão trước cần sẵn sàng vì Yen Sinh có thể lại ảnh hưởng đến chính giữa những nơi đó. Không chỉ đường đi mà cường độ tối đa của bão Yen Sinh cũng được dự báo sẽ ở khoảng giữa cường độ tối đa của hai cơn bão trước. Theo JTVC, bão Diên Sinh có thể đạt cường độ tối đa vào khoảng ngày 6 tháng 11, tức là ngày thứ tư tới, với sức gió 165 km/h cấp 14 khi nó đến rất gần Philippines. PAGASA không loại trừ khả năng bão Diên Sinh sẽ đổ bộ phía bắc Philippines vào khoảng thứ sáu, ngày 8 tháng 11. Dù không đổ bộ mà chỉ đi gần, bão Diên Sinh vẫn có thể gây mưa to, gió lớn, nước biển dâng sau khi đi qua hoặc gần Philippines, bão Yen Sinh được dự báo sẽ đi vào Biển Đông, khi đó nó có thể có sức gió là 130 tới 140 km h cấp 12, cấp 13. Hiện chưa thể chắc chắn bão Yen Sinh vào Biển Đông thì có ảnh hưởng như thế nào, vì vậy người dân cần lưu ý theo dõi các bản tin để có thông tin cập nhật về cơn bão này. Theo báo Lao động, dự báo bão áp thấp mới nhất vào ngày 4 tháng 11 của cơ quan thời tiết Philippines Pagasa cho biết, ngay khi bão Jin Sinh đi vào Biển Đông, có hai áp thấp liên tục hình thành gần Philippines, trong đó có một áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão. Bản tin nêu rõ trong tuần từ ngày 4 tới ngày 10 tháng 11, bão Jin Sinh, tên địa phương là Mase, hoạt động ở khu vực gần Philippines. Cơn bão dự báo tăng cấp hơn nữa, áp sát Bắc Luzon và có khả năng đổ bộ phía Bắc Philippines, sau đó đi vào Biển Đông cũng trong giai đoạn này, áp thấp nhiệt đới mới có khả năng xuất hiện ngay sau bão sinh Dự báo áp thấp này hình thành ở ranh giới phía tây của khu vực dự báo PMD của PAGASA. Áp thấp mới xuất hiện gần Philippines có khả năng mạnh lên thành bão ở mức độ thấp đến trung bình theo các nhà dự báo bão của Philippines. PAGASA cũng nhận định trong tuần từ ngày 11 tới ngày 17 tháng 11, dự kiến bão sinh tiếp tục di chuyển về phía tây của biển Philippines. Pagasa dự báo bão Yinsing gần như sẽ đứng yên trước khi suy yếu và tan đi trên Biển Đông. Trong khi đó, áp thấp nhiệt đới hình thành từ ngày 4 tới ngày 10 tháng 11 sẽ đi vào khu vực dự báo PAR của Philippines trong giai đoạn từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11 và tiến gần phía đông của Luzon. Áp thấp gần Philippines ngay sau bão Jinsing dự kiến chuyển hướng về phía Nhật Bản với khả năng mạnh lên thành bão ở mức độ từ thấp đến trung bình. Cũng trong tuần này, áp thấp mới khác cũng hình thành ở phía đông ranh giới khu vực dự báo PMD của PAGASA. Áp thấp thứ hai này được dự báo là ít có khả năng mạnh lên thành bão. Theo tin bão mới nhất vào ngày 4 tháng 11 của Trung tâm cảnh báo bão liên hợp JTWC của Hải quân Mỹ, bão sinh đang cách Manila, Philippines, 1.145 km về phía đông. Cơn bão này di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc 33 km/h trong suốt 6 giờ qua. Hiện cơn bão mới nhất hình thành gần Philippines đang có sức gió 100 km/h. JTWC dự báo ngày 5 tháng 11, nhìn sinh sẽ mạnh lên thành bão cuồng phong. Trong khi đó, tin bão mới nhất lúc 11 giờ trưa ngày 4 tháng 11 của PAGASA cho hay, bão diễn sinh vừa tăng cấp nhẹ khi di chuyển theo hướng tây tây bắc trên biển Philippines. Các nhà dự báo bão của PAGASA nhận định cơn bão sẽ duy trì hướng di chuyển này cho tới ngày 5 tháng 11, thời điểm bão chuyển hướng tây và giảm tốc trên biển Philippines ở khu vực phía đông của Bắc Luzon. Theo đường đi dự báo của bão sinh do PAGASA công bố, cơn bão này dự kiến đổ bộ vào khu vực phụ cận đảo Babuyan hoặc ở phía bắc Cagayan vào tối ngày 7 tháng 11 hoặc sáng ngày 8 tháng 11 do không chắc chắn về cường độ của khu vực áp cao phía bắc của bão sinh đường đi dự báo của cơn bão này vẫn có khả năng thay đổi khó lường, khiến điểm đầu bộ của bão chuyển sang khu vực Cagayan Isabela của Philippines. Tin bão mới nhất của PAGASA nêu rõ, bão sinh dự báo tăng cấp dần dần và có thể mạnh lên thành bão nhiệt đới mạnh vào ngày 5 tháng 11. Dự báo cơn bão này có thể tăng cấp tới cuồng phong trước tối ngày 5 tháng 11 hoặc sáng ngày 6 tháng 11. Cơn bão cũng có khả năng tăng cấp trong vánh.